Tiệm đồ cổ Á Xá. Chương 5: Kiếm Việt Vương. Chào mừng ghé thăm. Gã chủ tiệm ngẩng đầu lên khi thấy người bước vào tiệm, bàn tay đang lau chiếc gối gớm liền dừng lại. Người bước vào là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng 40, gương mặt với các đường nét rõ ràng, trên sống mũi cao là cặp kính gọn vàng. Tuổi tác để lại trên trán ông mấy nếp nhăn, nhưng vẫn không làm giảm bớt khí chất nho nhã của ông. Tay ông vịnh vào một chiếc ba tong, có vẻ như chân ông đi lại hơi khó khăn. Giám đốc, đã lâu không gặp. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt gã chủ tiệm vẫn giữ nụ cười quen thuộc. Người vừa tới là giám đốc viện bảo tàng thành phố, vừa mới nhậm chức. Gã chủ tiệm từng đọc không ít tin về ông trên báo chí. Qua ánh đèn mờ ảo trong tiệm, giám đốc sững người nhìn gương mặt gã chủ. Một hồi lâu sau mới thốt lên như không dám tin vào mắt mình. Hơn 20 năm không gặp, sao cậu không thay đổi chút gì? Nụ cười trên gương mặt gã chủ trở nên sâu hơn. Ông giám đốc năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp khoa lịch sử của một trường đại học danh tiếng, làm việc hơn 10 năm trong viện bảo tàng của vùng này. Đầu năm nay, cuối cùng cũng tiếp nhận vị trí giám đốc, trở thành giám đốc mới của viện bảo tàng. Thực ra khi còn nhỏ, ông giám đốc không có chút hứng thú nào với những thứ cổ vật lạnh lẽo này. Nhưng một năm nọ, khi ông mười mấy tuổi, ông gặp một người vô cùng đặc biệt. Sau khi xảy ra một chuyện lớn làm thay đổi cuộc đời, ông liền trở nên đam mê cổ vật. Nhưng ông không ngờ, sau bao nhiêu năm trùng phùng, tướng mạo người ấy không hề thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như hơn 20 năm trước. Có điều, chuyện này là không thể. Sự bất ngờ ban đầu của ông giám đốc chỉ lướt qua rồi biến mất. Ông tự cười nhạo mình. Chắc là tôi nhận nhầm người rồi. Tôi có người bạn đã lâu lắm không gặp. Hơn 20 năm trước, ông ấy nhìn rất giống cậu. Gã chủ tiệm trẻ tuổi vẫn giữ nụ cười máy móc. Gã phát hiện ra ông giám đốc này không để ý tới câu "đã lâu không gặp" anh vừa nói, nên coi như mình chưa hề nói câu ấy. Gã thuận theo ý ông giám đốc, bèn tiếp lời. Người ông nói chắc là bố tôi. Đôi mắt giám đốc sáng lên. Vậy lệnh tôn đang ở đâu? Bố tôi đang đi du lịch ở nước ngoài, gần đây chắc là đi Ai Cập, trong thời gian ngắn thì chưa về được. Gã chủ tiệm trẻ tuổi mỉm cười đáp, thái độ thành thật và thẳng thắn khiến cho người khác không thể nghi ngờ. Vậy thì tiếc quá. Ông giám đốc tiếc nuối đẩy gọng kính trên sống mũi. Tiệm đồ cổ này cậu mới mở phải không? Trước đây tôi chưa từng nghe nói. Là giám đốc của viện bảo tàng, đương nhiên ông nắm rõ các tiệm đồ cổ lớn bé trong thành phố này như lòng bàn tay. Mặc dù hiện nay trong tiệm đồ cổ rất ít khi xuất hiện đồ cổ có giá trị thực sự, nhưng không có gì là tuyệt đối. Tối nay ông tới thăm nhà của bạn. Lúc đi qua con phố này thì phát hiện ra tiệm đồ cổ có cái tên kỳ lạ này. Á Xá. Cổ vật không thể nói chuyện, chúng mang trong mình những câu chuyện trăm nghìn năm, chẳng ai lắng nghe, giống như câu nói cửa miệng của người ấy. Mở cũng được một thời gian rồi.
Gã chủ tiệm cười đáp: gã mở tiệm này ít nhất đã 2-3 năm, nhưng do tên tiệm lạ lùng, nhiều người không nhận ra đây là tiệm đồ cổ. Người đẩy cửa bước vào vô cùng ít ỏi, nói gì tới khách quen hay lui tới. Có điều, gã mở tiệm đồ cổ này ở đây cũng không phải để kiếm tiền. Người có duyên với đồ cổ sớm muộn sẽ xuất hiện. Chỉ là không ngờ tối nay giám đốc lại đẩy cửa A Xá bước vào. Điều này khiến cho gã chủ tiệm chau mày. Ông giám đốc ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy bất mãn với ánh sáng yếu ớt ở đây. Ông bắt đầu dùng giọng dạy dỗ của tiền bối với hậu bối: tiệm đồ cổ sao lại mở đèn tối thế này? Cậu không biết thế nào là không nhìn màu với ánh đèn à? Không nhìn màu với ánh đèn là quy tắc trong nghề bán đồ cổ. Ý nói là sau khi trời tối, tiệm đồ cổ nên đóng cửa. Do ánh sáng không tự nhiên, dễ dẫn tới vàng thau lẫn lộn, mua vào hoặc bán đồ giả ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông đẩy cửa bước vào tiệm đồ cổ này không chút do dự. Hơn nữa, khi thấy chủ tiệm trẻ tuổi thế này thì ông càng chau mày hơn. Xét cho cùng, ông cảm thấy những thứ như đồ cổ, nếu không có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thì khó mà nắm bắt hết được. Chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt cũng chỉ ngoài 20, khiến cho người ta có cảm giác không đáng tin cậy. Có điều, năm xưa khi ông gặp người ấy cũng ở tầm tuổi này. Nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn, ông giám đốc sững người rồi lắc đầu. Ông nói với bản thân: người ấy rất khác, khác với tất cả mọi người. Gã chủ tiệm vẫn mỉm cười lặng lẽ. Tiệm đồ cổ của gã vốn không bán hàng, đóng hay mở hoàn toàn do ý thích của gã. Chỉ là trước nay gã không ở lại một chỗ nhiều năm. Lúc này thấy người đã nhiều năm không gặp mặt bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình với dung nhan già đi, chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng năm xưa, lại dùng khẩu khí xa lạ để nói chuyện với gã. Đó quả là một trải nghiệm mới mẻ đối với gã. Giám đốc nhìn mọi đồ vật trong tiệm với ánh mắt soi mói, đương nhiên thấy ngay chiếc gối sứ gã đang lau chùi trên quầy. Đây là gối sứ xanh của Việt Giao. Đôi mắt của giám đốc bừng sáng, cúi người cẩn thận cầm nó lên. Cốt gối màu xám, chắc chắn, mịn màng. Men là men xanh, trong suốt trơn bóng, như ngọc như băng. Bên trên có hoa văn ngân lá, tay sờ vào mát rượi. Dựa trên kinh nghiệm ông phán đoán, niên đại của chiếc gối sứ này ít nhất cũng là vào khoảng giữa Ngũ Đại Thập Quốc và đời Đường. Còn nhìn từ góc độ màu sắc, thậm chí có thể là bí sắc sứ trong truyền thuyết. Về bí sắc sứ, người đời trước đây nhắc tới nó đều dựa trên văn kiện đời Tống. Nói vào đời Ngũ Đại Thập Quốc, loại sứ này được nung riêng cho cung đình nước Ngô Việt ở Hàng Châu, thần dân không được sử dụng. Còn về màu men, cũng giống như tên gọi của nó, bí ẩn chứ không phô trương. Người đời sau chỉ biết đến vẻ đẹp khác thường của nó qua thơ văn mà thôi. Cho đến những năm 80 của thế kỷ 20, một lô bát đĩa bí sắc sứ được khai quật ở bảo tháp chùa Phù Phong Pháp Môn ở Thiểm Tây mới khiến cho người đời biết được bí sắc sứ thật sự là như thế nào. Vậy mà lúc này, trong tay của ông chính là sứ xanh Việt Giao cực phẩm. Ông giám đốc thấy cổ họng mình khô khốc. Ông không cảm thấy có gì lạ lùng khi cổ vật thuộc cấp quốc gia xuất hiện trong tiệm đồ cổ này. Với sự hiểu biết của ông về người đó, dù tiệm đồ cổ này có nhiều thứ quý giá hơn nữa thì cũng không có gì là lạ, bởi vì đây là tiệm của người đó. Gã chủ tiệm hứng thú nhìn sắc mặt của ông giám đốc thay đổi liên tục,
gã ngồi xuống, lấy nước đun sôi trên bếp lò, pha hai cốc trà Long Tĩnh, im lặng đặt lên trước mặt mình và ông giám đốc. Lúc này, ông giám đốc đã bình tĩnh lại, mặt nặng trịch, đặt cái gối xuống. Ông cầm cốc trà lên, hít hà mùi thơm đượm của trà. Khó khăn lắm mới rời mắt khỏi chiếc gối sứ được, thì lại phát hiện ra chiếc cốc trong tay mình đang cầm chính là chiếc cốc đấu thái linh đan. Suýt chút nữa ông liền bất chấp tất cả, lật cái cốc lên để xem lạc khoản. Nhưng nước trà quá nóng, ông đành rón rén dơ cao cốc, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là sứ đấu thái niên hiệu Thành Hóa. Thành Hóa là niên hiệu của vua Hiến Tông nhà Minh Trung Quốc từ năm 1465 đến năm 1487. Trời ơi, có phải ông đang nằm mơ không? Nếu không thì làm sao có thể uống trà bằng chiếc cốc chứ được nằm trong tủ kính của viện bảo tàng cho người ta nhìn ngắm như thế này? Mặt ông giám đốc đỏ phừng, ông miễn cưỡng cầm chặt chiếc cốc để lại trên quầy. Có chút nước trà vương ra, nhưng ông không thấy bỏng tay, thậm chí không dám nhìn về bốn phía, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ là chiếc cốc thôi. Gã chủ tiệm cầm cốc trà trước mặt mình lên, đặt lên miệng thổi chút vụn trà đi, thong thả nhấp một ngụm. Không, nó không chỉ là một chiếc cốc. Ông giám đốc đột nhiên nổi giận, chau mày trợn mắt. Tiểu tử, cậu thì hiểu cái quái gì chứ? Trong giây phút thành hình, cái cốc này đã lắng động cuộc sống và tinh thần thời đại đó. Trên mình nó còn tiếp nối phong hoa và sinh mệnh của một thời đại. Nó có sinh mệnh đó. Tính cách của ông giám đốc trước nay luôn ôn hòa. Đương nhiên trong mấy năm gần đây thôi, khi còn trẻ ông cũng rất nóng nảy. Sau khi chuyên sâu nghiên cứu cổ vật, tính cách nóng nảy này mới dần dần lắng xuống. Chỉ là tối nay khi bước vào tiệm đồ cổ này chưa đầy 10 phút, đột nhiên ông không thể nào kiềm chế được tính tình của mình. Giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút tàn lửa là khiến ông bùng cháy. Đúng thế, bọn chúng đều có sinh mệnh. Gã chủ tiệm không để ý chuyện mình bị mắng mỏ. Thực ra gã khá nhớ nhung tính cách nóng nảy của ông giám đốc. Năm xưa cũng không ít lần thấy ông mắng mỏ như thế này. Tốt lắm, ông có thể lĩnh hội được điều này. Tốt lắm. Ông giám đốc sững người. Ở tầm tuổi này rất ít người dám dùng khẩu khí dạy dỗ này để nói chuyện với ông. Vì thế bất thình lình nghe thấy khiến cho ông không thể nào tin nổi vào tai mình. Đặc biệt là những lời ấy được thốt ra từ miệng của tên tiểu tử trẻ tuổi này. Gã chủ tiệm thong thả uống hết trà trong cốc, lấy chậu úp lên trên bếp than, dập tắt lửa trong bếp. Xin lỗi, nếu muốn xem cổ vật thì để hôm khác nhé. Hôm nay tôi phải đóng cửa rồi. Ông giám đốc không để tâm đến mấy lời tiện khách của gã chủ. Ông nghiêm túc nói: Tiểu tử à, những thứ cổ vật ở trong cửa tiệm của cậu không đáng bị để ở nơi tăm tối bụi phủ như thế này. Gã chủ tiệm nhướng mày, không nói gì cả. Gã đứng dậy lau chiếc gối sứ xanh trên quầy, rồi cẩn thận đặt vào trong hộp gấm. Chúng nên được đặt trong viện bảo tàng để cho người đời nhìn ngắm, để cho mọi người biết văn minh của tổ tiên chúng ta rực rỡ như thế nào. Ông giám đốc ra sức thuyết phục. Cậu nên quyên tặng chúng cho quốc gia, đó mới là nơi chốn cuối cùng của những món cổ vật này. Gã chủ tiệm mỉm cười, vẫn không nói gì, ôm hộp gấm quay người đi vào phòng trong. Ông giám đốc chau mày, giọng điệu nặng nề hơn. Nếu cậu không chịu quyên tặng, vậy theo giá thị trường đi. Tôi đi xin tiền từ quỹ văn vật của quốc gia và tỉnh, hoặc là tôi dùng chút tích góp của mình.
giọng ông giám đốc bỗng nhiên thấp dần, bởi vì lúc này ông mới chú ý đến các loại đồ cổ được bày trên giá trong tiệm. Mới nhìn như vậy, một người mắt không tinh lắm như ông đã nhìn thấy đĩa sứ trắng xanh đời Tống và đĩa sái hồng, hình như là của đời Tuyên Đức nhà Minh. Đột nhiên, ông giám đốc cảm thấy tim mình không tốt, không dám xem thêm nữa, sợ sẽ bị sốc. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm nén được mà nhìn xung quanh. Dưới ánh lửa mờ tối của đèn cung Trường Tín, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn. Ông sợ mình hít thở mạnh sẽ thổi vỡ đi những cổ vật dễ vỡ ở nơi đây. Lúc này, gã chủ tiệm đã cắt xong chiếc gối sứ, lặng lẽ bước ra từ phía sau bức bình phong. Xin lỗi, tôi không có hứng, mời giám đốc về cho. Ông giám đốc liền nổi giận đùng đùng. Cái tên trẻ tuổi này rốt cuộc có biết rất nhiều cổ vật ở đây được tính là văn vật cấp quốc gia hay không? Văn vật cấp mua bán lưu thông. Ông chỉ cần giám định một chút, báo lên trên là có thể bắt gã ta về tội buôn bán văn vật. Ông giám đốc mở miệng nhưng không nói lời nào, giận dữ nuốt những lời định nói lại. Tôi sẽ còn quay lại. Ông giám đốc gõ mạnh chiếc bà toàn xuống đất, tập tễnh đẩy cửa bước ra. Gã chủ tiệm đứng trong bóng tối, nhìn theo bước chân lúc thấp lúc cao của ông giám đốc qua khe hở cửa sổ, hồi lâu không rời mắt. À đúng rồi, gần đây có phải có một ông chú tay vịn ba tông đeo kính gọng vàng cứ lượn lờ trong tiệm của anh không? Gần đây bác sĩ mê mẩn món bánh chéo nhân tôm ở cửa hàng bên cạnh, nên tối nào tan ca xong cũng tới mua hai đĩa, sau đó mang thẳng tới Á Xá để ăn. Có người ăn cơm cùng luôn ngon hơn ăn một mình. Gã chủ tiệm nhướng mày, đặt đôi đũa xuống, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cậu gặp ông ta rồi à? Mấy hôm nay cậu tới đều không chạm mặt ông ta mà. Mấy hôm nay ngày nào ông giám đốc cũng tới điểm danh, cũng chỉ nói lại chuyện đã nói hôm đó. Bác sĩ nhìn gã chủ tiệm với vẻ kỳ lạ. À, đó là bởi vì ông ấy đã chặn tôi ngoài tiệm, còn vặn hỏi coi tôi đã mua gì ở đây chưa và tình hình ở bên trong cửa tiệm. Gã chủ tiệm nghe vậy liền khẽ nheo mắt lại, nho nhã lấy giấy ăn lau khóe miệng. Bác sĩ không nhận ra tâm trạng của gã chủ tiệm đang trở nên xấu đi, miệng nhòm nhòm một cái bánh chẻo, lúng búng nói. Ừ, ông chú này rất lạ lùng, hỏi mấy câu nghe cũng lạ. Rốt cuộc là anh quen được ông chú lạ lùng này ở đâu thế? Gã chủ tiệm đang suy nghĩ chuyện khác, nghe hỏi liền thờ ơ đáp. À, quen lúc trộm mộ trước kia. Bác sĩ suýt ngàn, nhất thời không phân biệt nổi gã chủ tiệm đang nói đùa hay nói thật. Anh vội rót một cốc nước trà, uống một ngụm, sau đó chợt nhớ ra điều gì, bèn e dè hỏi. Cái gối sứ lần trước tôi mượn của anh cũng... À, đương nhiên cũng là đồ trong mộ, nếu không còn nghĩ nó từ đâu ra. Gã chủ tiệm mỉm cười. Cạch. Đôi đũa trong tay bác sĩ rơi xuống bàn, nhưng anh không định nhặt nó lên. Trong mộ, điều đó có nghĩa là cái gối đó vốn dành cho người chết nằm ngủ. Bác sĩ lặng lẽ cầm nín, nhìn nửa đĩa bánh chẻo chưa ăn hết, thấy mất hết cảm hứng ăn uống. Ông giám đốc cầm một cái tráp gấm, gần như chạy về viện bảo tàng. Nhân viên bảo tàng thấy vậy đều mỉm cười hiểu ý, đoán được ông giám đốc lại kiếm được cổ vật quý giá nào đó rồi. Ông giám đốc không về văn phòng mà đi thẳng tới phòng giám định văn vật. Mấy hôm nay ông ngồi suốt ở quán trà đối diện với Á Xá. Nếu gã chủ tiệm trẻ tuổi ấy
không chịu bán cho ông. Ông chỉ còn cách tiếp cận với khách hàng của cửa tiệm mà thôi. Ban đầu, ông còn mời nhiều người đóng giả làm khách hàng tới Á Xá mua đồ cổ. Nhưng gã chủ tiệm kia cũng thật kỳ lạ, nói thế nào cũng không bán, khiến ông không còn cách nào khác đành ôm cây đợi thỏ. Đợi suốt mấy ngày liền, Á Xá không bán ra một món đồ cổ nào. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Các tiệm đồ cổ thường 3 năm không mở cửa, mở cửa thì đủ ăn 3 năm. Ông cũng đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi. Có điều, thời gian không phụ lòng người có tâm. Cuối cùng hôm nay, ông đã nhìn thấy một cậu học sinh trẻ tuổi ôm một cái tráp gấm cỡ vừa bước ra từ Á Xá. Ông tốn không ít nước bọt, thậm chí lấy thân phận giám đốc viện bảo tàng ra mới mua được món đồ này từ tay cậu học sinh kia. Điều khiến ông bất ngờ nhất là cậu học sinh kia nói chỉ mất 55 tệ để mua thứ trong chiếc hộp gấm này. Lúc trả tiền, ông giám đốc cũng không tin lắm. Nhưng ông không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, thậm chí còn không mở tráp ra xem ngay lúc đó mà vội vã ôm thẳng về viện bảo tàng. Lúc này cũng sắp tan ca, nhân viên trong phòng giám định đã về văn phòng, chuẩn bị về nhà. Ông giám đốc rửa tay kỹ càng, nín thở mở chiếc tráp gấm ra. Một tia sáng lạnh chói chiếu vào mắt ông. Khi ông giám đốc nhìn rõ vật trong tráp gấm thì suýt nữa quên cả thở. Trên tấm vải lụa màu vàng hoa mỹ là một thanh kiếm đồng xanh. Toàn thân thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng xanh chói mắt, hàn khí lấn át. Thân kiếm dài chừng hơn 30 cm, màu nâu sẫm, toàn thân láng bóng, không bị gỉ nhiều. Thân kiếm bằng phẳng, nhìn thấy ẩn hiện hoa văn hình thoi chìm. Phần lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, đốc kiếm được trang trí bằng hoa văn mặt thú. Một mặt được khảm đá thanh kim, một mặt khảm đá lục tùng. Gần chỗ ngăn cách có 8 chữ thiếp vàng được khắc bằng kiểu chữ triền: Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm. Tức là thanh kiếm tự làm của Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn trị vì từ năm 1496 đến năm 1465 trước công nguyên, là vua của nước Việt, ngày nay là Thượng Hải, Bắc Chiết Giang và Nam Giang Tô. Cuối thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc là một trong ngũ bá. Ông giám đốc hoàn toàn không ngờ rằng vật trong chiếc tráp gấm lại là kiếm đồng xanh của Việt Vương Câu Tiễn. Nhiều năm trước, ở Hồ Bắc từng khai quật được một thanh kiếm Việt Vương lừng danh thiên hạ. Khi khai quật, chỉ cần dùng một chút sức là cắt rách 16 lớp giấy trắng, vẫn sắc bén như trước đây. Ông giám đốc cũng từng được chiêm ngưỡng thanh kiếm Việt Vương ấy ở cự ly gần. Hình dáng rất giống thanh kiếm trước mặt ông bây giờ. Nếu không phải là kích cỡ to nhỏ khác nhau, ông gần như lập tức cho rằng đây là đồ nhái. Nhưng ông biết Việt Vương Câu Tiễn năm xưa bắc tiến Trung Nguyên, hội kiến chư hầu trong thiên hạ, nhất thời xứng danh bá chủ. Theo ghi chép của Ngô Việt Xuân Thu và Việt Tuyệt Sách, Việt Vương Câu Tiễn từng đặc biệt mời thợ đúc kiếm Long Tuyền, Âu Trị Tử đúc ra 5 thanh kiếm quý. 5 thanh kiếm lần lượt mang tên là Trạm Lô, Thần Quân, Thắng Tà, Ngư Tràng, Cự Khuyết, đều là những thanh bảo kiếm hiếm có, chém sắc như chém bùn. Bởi trong 5 thanh kiếm có 3 thanh trường kiếm, 2 thanh đoạn kiếm, nên được người đời sau gọi là Tam Trường Nhị Đoạn. Sau này thành ngữ này được dùng với hàm nghĩa là tai họa bất ngờ. Nếu năm xưa đúc 5 thanh kiếm, vậy thì ai dám chắc chỉ có thanh kiếm được khai quật ở Hồ Bắc còn tồn tại trên đời. Ông giám đốc cảm thấy máu trong người như sôi lên. Là thật hay giả, chỉ cần ông giám định một chút là sẽ có kết quả ngay. Ảnh chụp TX, phân tích kim loại, nhiễu xạ quang, phổ hình quang. Ông giám đốc cẩn thận làm đủ loại xét nghiệm.
Càng nhìn thấy những số liệu chuẩn xác của các phân tích kia, ông càng giật mình kinh ngạc. Bởi bất luận phân tích thế nào, kết quả đều chứng minh thanh kiếm này đích thực được chế tạo từ hơn 2.000 năm trước. Làm sao có thể như thế được? Không phải ông không tin vào kết quả xét nghiệm của các loại máy móc chính xác trước mặt, mà ông không tin rằng một văn vật cấp quốc gia thế này gã chủ tiệm kia lại bán với giá 50 tệ. Ông giám đốc cầm kiếm Việt Vương lên, đưa tay vuốt ve hoa văn tinh xảo khắc trên đó. Một phút lơ là, đầu ngón tay bị lưỡi kiếm sắc bén cứa rách. Máu men theo lưỡi kiếm, ánh sắc xanh từ từ chảy xuống. Nhưng cũng có một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, khiến người ta không rời nổi mắt. Mặc dù bị thương, nhưng ông giám đốc vẫn không nỡ đặt thanh kiếm xuống. Thanh kiếm đồng xanh này không biết đã bao nhiêu năm chưa uống máu tươi của người. Cảnh này trong giây phút này lại có gì đó lạ lùng khó nói. Ông giám đốc cũng không vội cầm máu cho mình, mà cầm miếng vải mềm lên, cẩn thận lau lưỡi kiếm. Lúc này trong đầu ông chợt vang lên lời dặn của cậu học sinh nọ. À, lúc chủ tiệm bán thứ này cho cháu có dặn dò một câu duy nhất, đó là không được để nó dính máu người. Đầu tiên ông giám đốc khịt mũi cười nhạo, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng tức giận. Việc sưu tầm bảo dưỡng kiếm đồng xanh vô cùng phức tạp, gã chủ tiệm đó lại chỉ dặn dò một câu như vậy sao? Một mình chiêm ngưỡng nó trong phòng giám định hồi lâu, thấy đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ, ông giám đốc cho dù có lưu luyến mấy cũng đành phải cất thanh kiếm vào chiếc tráp gấm. Bên cạnh phòng giám định có một phòng lưu giữ văn vật tạm thời. Ông giám đốc thận trọng cất chiếc tráp gấm vào tủ bảo hiểm, vừa tính toán trong bụng đợi ngày mai ông sẽ mời mấy chuyên gia giám định tới giám định lần nữa. Sau khi mọi thứ được xác nhận, ông sẽ công bố tin này với truyền thông. Chắc chắn điều này sẽ gây ra tiếng vang lớn, và đương nhiên cũng sẽ có tiếng nói nghi ngờ từ nhiều phía. Thanh kiếm Việt Vương ở Hồ Bắc không ai nghi ngờ thật giả, bởi vì quả thật nó là văn vật được khai quật. Còn thanh kiếm Việt Vương ông có được, nguồn gốc của nó ông cũng phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào mới được. Ông giám đốc biết chắc chắn rằng không thể tiết lộ tiệm đồ cổ của người kia, mặc dù bây giờ là con trai của ông ấy trông coi, còn bản thân đang ở tận Ai Cập. Nhưng nếu khiến ông ấy tức giận, không chừng sẽ đóng cửa bỏ đi. Đến lúc đó, số đồ cổ hiếm có trong tiệm cũng không biết đến lúc nào mới xuất hiện nữa. Ông giám đốc đóng cửa phòng giám định, vốn định về nhà ngay, nhưng lại đổi hướng đi tới phòng trưng bày của viện bảo tàng. Lúc này đã 9 giờ tối, viện bảo tàng đóng cửa lúc 5 giờ. Các nhân viên cũng đã ra về hết từ lúc 5 giờ 30, chỉ còn bảo vệ của viện bảo tàng ở lại. Nhưng cho dù là bảo vệ trực đêm cũng không như trước đây cầm đèn pin đi tuần từng tầng một, bởi vì camera kỹ thuật cao được lắp đặt ở đủ mọi góc trong viện bảo tàng đều ghi lại tất cả một cách trung thực. Bảo vệ chỉ cần ngồi trong phòng giám sát, luôn chăm chú quan sát màn hình là được. Viện bảo tàng này được sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất nước. Mỗi văn vật đều được đặt trong tủ trưng bày bằng kính cường lực, còn lắp đặt đèn cảm ứng tự động. Bên trong tủ trưng bày bằng kính đều có ánh sáng đèn yếu ớt, chỉ cần có người qua lại, ở gần nó sẽ tự động sáng lên. Ông giám đốc men theo lộ tuyến tham quan, chậm chậm vừa đi vừa suy nghĩ. Cùng với bước chân của ông, đèn trong tủ kính liên tiếp sáng lên, rồi theo bước chân ông rời đi, từng cái một tối dần. Trong viện bảo tàng rộng rãi tăm tối, tĩnh lặng như chết, ông giám đốc chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc vọng lên khi chiếc ba tông của mình gõ xuống nền đá cẩm thạch. Nếu là một người khác, e rằng cũng không thích ở lại một mình trong viện bảo tàng trong lúc đêm khuya như thế này. Nhưng đối với ông giám đốc mà nói,
Đây chính là giây phút ông thụ hưởng nhất. Viện bảo tàng rất rộng, nhưng ông nắm rất rõ từng sản phẩm trưng bày, từng phòng trưng bày như lòng bàn tay. Ông nhìn mỗi văn vật trong tủ trưng bày với ánh mắt hiện tượng, giống như đang nhìn những đứa con của mình. Đến khi ông đi từ tầng 1 lên phòng trưng bày đồ gốm sứ ở tầng 2, trong lòng ông đã nghĩ xong nên tuyên bố với mọi người lai lịch của thanh kiếm Việt Vương như thế nào rồi. Mọi tâm tư của ông đều dồn vào những món đồ cổ trong Á Xá, nghĩ xem làm thế nào để mang hết chúng về viện bảo tàng. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ bày chiếc đĩa sứ men xanh trắng đời Tống kia ở đâu rồi. Tâm nguyện của ông giám đốc rất lớn. Bắt đầu từ ngày mê đồ cổ, ông sưu tầm từng món đồ cổ ngưng tụ văn hóa và sinh mạng của các tiền nhân một cách thèm khát. Bản thân ông cũng rất thích và càng muốn người khác cũng thích. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy cổ vật bị khuyết vỡ, lòng ông đau như cắt. Những cổ vật bây giờ quả thật là vỡ một cái, mất một cái. Ông giám đốc dừng lại trước một cái bình sứ thanh hoa thời Nguyên ở trung tâm phòng trưng bày đồ gốm sứ. Thể tích của cái bình này rất là lớn, thậm chí có thể đựng vừa một đứa trẻ 5-6 tuổi. Có thể bảo tồn hoàn chỉnh vốn đã không dễ dàng. Mặc dù trên miệng có một vết sứt rất rõ, nhưng vẫn không làm giảm giá trị của nó. Cần phải biết rằng, chỉ có hơn 400 món đồ sứ ở thanh hoa thời Nguyên còn tồn tại trên thế giới này. Chiếc bình sứ to thế này càng hiếm thấy hơn. Chiếc bình này chính là món đồ ông có được khi gặp người đó năm xưa. Chiếc bình đẹp như vậy, cho dù ngày ấy trong ngôi mộ đó, vì bảo vệ chiếc bình, ông đã trúng phải bẫy trong mộ cổ. Chân phải ông cũng tập tễnh từ đó, ông cũng không có gì tiếc nuối. Nghĩ đến đây, ông giám đốc bèn đưa tay chạm vào lớp men trắng như ngọc dưới ánh điện, nhưng lại chạm vào một lớp kính. Ông sực tỉnh, mới biết mình lại quên chiếc bình này không còn được đặt ở nhà của ông, mà lại được đặt trong tủ kính ở viện bảo tàng. Ông giám đốc buồn bã, có điều lại cảm thấy vui vẻ ngay. Những món đồ cổ này được đặt trong viện bảo tàng, mặc dù không được trực tiếp chạm vào, nhưng lại được bảo dưỡng tốt nhất, chứ không như ở Á Xá. Để ở đó một cách vô trách nhiệm, sử dụng một cách tùy tiện, đúng là phung phí của trời. Vì thế, những việc ông làm mới là đúng rắn nhất. Ông giám đốc bật cười, nhìn những nếp nhăn trên mặt mình, lên chụp kính. Bất giác nghĩ tới nhiều năm sau, những cổ vật này vẫn ngay ngắn nằm trong viện bảo tàng cho người đời chiêm ngưỡng, còn ông sớm đã thành một nắm xương trắng. Nhưng mà như thế cũng tốt. Ông giám đốc đờ người nghĩ ngợi một hồi lâu, mới rụt bàn tay đang đặt lên mặt kính lại. Đầu ngón tay dội lên cảm giác đau nhói. Bây giờ ông mới phát hiện ra vết thương bị kiếm Việt Vương cứa vào vẫn không ngừng chảy máu. Bàn tay trái đã dính đầy máu từ bao giờ, để lại một dấu tay bằng máu trên chụp kính. Trong đêm tối nhìn vô cùng ghê rợn. Ông giám đốc vội dựng ba tôn vào tường, rút khăn tay ra, không để ý vết thương ở tay trái, mà lại cẩn thận lau bàn tay máu trên chụp kính. Ông vừa lau vừa nghĩ, nếu mà ông không lau sạch vết máu này, để tới sáng mai, e rằng sẽ khiến toàn bộ nhân viên trong viện bảo tàng sợ chết khiếp mất. 7 chuyện kỳ quái trong viện bảo tàng mà họ thiêu dệt chắc chắn sẽ thành 8 chuyện kỳ quái mất. Ông giám đốc đang vui vẻ nghĩ thì bất ngờ phát hiện dấu tay máu trên chụp kính, lau thế nào cũng không sạch. Ông chau mày, đẩy gọng kính, ghé sát lại gần quan sát. Sau khi nhìn kỹ, ông kinh ngạc tròn mắt. Bởi vì dấu tay máu kia lại xuất hiện ở bên trong của chụp kính. Vết máu thậm chí còn chưa khô, dưới ánh sáng trong chụp kính, nó đang từ từ men theo thành kính chảy xuống dưới một cách lạ lùng. Làm sao có thể như thế được? Ông giám đốc sợ hãi lùi lại một bước. Ánh đèn trong quầy trưng bày cũng tối đi theo bước chân của ông, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng vết máu ấy. Đây chắc chắn không phải là ảo giác của ông.
Đúng lúc ông chưa định thần lại thì đột nhiên một âm thanh chói tai từ dưới tầng dội lên. Âm thanh này mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn rất rõ ràng với viện bảo tàng rộng lớn tĩnh lặng, giống như một tiếng vật sắt cà xuống đất. Ông giám đốc sợ đến mức suýt chút nữa thì tim vọt ra khỏi lồng ngực. Ông vội rút điện thoại ra nhưng không có bất cứ tín hiệu nào. Bởi vì sóng điện thoại trong viện bảo tàng luôn lúc có lúc không. Có người nói là do hiệu ứng điện từ của vật, cũng có người nói là do thiết bị bảo vệ của viện bảo tàng gây ra. Nhưng đúng lúc này lại không có sóng, khiến cho ông bực mình chửi thầm một tiếng. Âm thanh quái lạ ở tầng 1 lại bắt đầu vang lên. Lần này âm thanh kéo dài từ xa tới gần, giống như có một người nào đó kéo lê một thanh kiếm chậm chậm bước đi. Ông giám đốc đưa tay nhấn nút gọi khẩn cấp trên tường nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Sao lại thế? Ông giám đốc biết nút bấm này ở trong viện bảo tàng chỗ nào cũng có. Chỉ cần nhấn một cái khắp viện bảo tàng sẽ vang lên tiếng còi báo động. Nhưng từ lúc xây viện bảo tàng tới giờ chưa bao giờ dùng tới. Lẽ nào nhiều năm không sửa cho nên đã bị hỏng? Ông giám đốc vốn không nên hoảng loạn như vậy, nhưng dấu tay máu ban nãy in lại trong chụp kính đã khiến cho ông vô cùng kinh sợ. Cộng thêm âm thanh cổ quái dưới tầng 1 khiến cho ông cuối cùng không thể nào giữ được sự phán đoán như mọi ngày. Nghe âm thanh giống như một thanh kiếm đồng xanh. Lẽ nào là thanh kiếm Việt Vương ông mới bỏ vào tráp gấm lúc ban nãy? Nhưng rõ ràng ông đã đặt nó vào trong tủ bảo hiểm, mật mã tủ chỉ có mình ông biết. Mà một thanh kiếm làm sao có thể tự mình mở nắp tủ bảo hiểm bước ra ngoài? Có điều ông không dám chạy xuống dưới xem rốt cuộc ra sao. Âm thanh này nghe không tốt lành chút nào. Không đúng, mọi thứ đều không đúng. Lúc này đáng nhẽ bảo vệ trong phòng giám sát phải chạy ra từ lâu rồi chứ. Nhưng bây giờ trong viện bảo tàng vẫn im lặng như tờ, không thấy bất cứ bóng người nào. Việc cấp bách bây giờ là phải tới phòng giám sát quan sát màn hình mới đúng. Ông giám đốc đưa tay sờ chiếc ba to nhưng lại sờ vào khoảng không. Lúc này âm thanh kỳ lạ ấy đã men theo bậc thang của đại sảnh chính đang từ từ lên tầng 2. Ông giám đốc không kịp lầm sờ tìm ba toan trong bóng tối, loạn chọn bám vào tường đi ra ngoài. Từ trong phòng triển lãm này ra tới cầu thang máy hoàn toàn không mất tới một phút. Nhưng ông đi mãi trong bóng tối, suốt dọc đường đèn cảm ứng hai bên lần lượt sáng lên rồi tắt đi. Chạy một hồi lâu, ông phát hiện ra ông không tìm được nút bấm thang máy mà lại tới một gian trưng bày khác. Ông tưởng mình đi quá nhanh nên đã tới phòng trưng bày đồ ngọc. Nhưng đúng lúc ông định quay đầu lại tìm thang máy thì khóe mắt nhìn thấy vật trưng bày ở đây, sững sờ khựng người lại. Gian phòng triển lãm trước mặt ông vẫn là gian phòng trưng bày đồ gốm sứ. Giữa sảnh trưng bày, trên chụp kính của chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, dấu tay máu vẫn rõ ràng bắt mắt. Ông giám đốc há hốc miệng, cổ họng khô rác không phát nổi âm thanh nào. Tiếng động ấy đã thuận lợi lên được tầng 2. Chỉ dừng một chút như đang phán đoán chỗ ông đứng, rồi di chuyển về phía ông một cách chuẩn xác. Ông giám đốc đờ người một lúc rồi nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Tất cả đều là ảo giác, ông tự nói với mình như vậy. Nhưng lúc ông đi qua chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, ông nhìn thấy chiếc ba toan ban nãy mình chưa kịp nhặt lên. Nhưng ông không dám bước qua đó. Tiếng động phía sau dường như lại gần hơn một chút. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng ông giám đốc. Trong viện bảo tàng vốn đóng cửa kính,
giờ vô cớ nổi lên một cơn gió lạnh. Sống lưng ông lạnh toát, đôi chân vốn đi lại bất tiện lại càng đi nhanh hơn. Lần này ông bám vào tường đi về phía trước, nhưng vẫn không nhìn thấy cửa thang máy. Ngược lại, lại bước vào một căn phòng triển lãm khác. Dưới ánh sáng mờ tối, chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên vẫn lặng lẽ nằm đó. Ông giám đốc ngây người, sau đó tiếp tục lao về phía trước như phát điên. Làm sao có thể như thế được? Cho dù viện bảo tàng hình tròn như một tầng thì chỉ có 4 phòng trưng bày, ông không thể lần nào cũng bước vào gian trưng bày gốm sứ được. Tiếng động như âm hồn bất tán vang lên sau lưng ông như bùa chú đòi mạng, khiến ông vô cùng sợ hãi. Ông không còn nơi nào để trốn, chỉ biết sống chết cắm đầu lê chân bước về phía trước. Không lâu sau đó, ông lại đứng trước chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên lần nữa. Đầu óc ông trống rỗng. Lần này tiếng động ấy vang lên ở không xa phía sau ông. Ông giám đốc quay người lại theo phản xạ. Đằng sau là bóng tối. Ông muốn bước lên một bước nhưng không có chút sức lực nào. Cuối cùng đành cứng người đứng nguyên tại chỗ. Cả người chỉ có con người có thể chuyển động được. Ông thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt phản bội ý thức của ông cứ mở to ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, các văn vật trong tủ kính xung quanh trông càng giống cống phẩm đặt trên bàn tế. Tim ông chợt thắt lại, cảm giác sợ hãi chưa từng có dội lên trong lòng. Rõ ràng ông gặp phải quỷ đả tường, nhưng tại sao lại gặp ở đây? Đây có phải là viện bảo tàng không? Chẳng khác gì một ngôi mộ cả. Quỷ đả tường là một hiện tượng ảo giác. Trong đêm khuya hoặc đi lại ở nơi thanh vắng, không phân biệt được phương hướng, không biết nên đi hướng nào, cứ đi vòng vòng lại quay về chỗ cũ. Một tiếng động truyền tới từ cửa phòng triển lãm vô cùng chói tai. Lúc này, các tủ trưng bày ở cửa phòng triển lãm dường như cảm ứng được, đột nhiên sáng lên. Sau đó, cái này sáng lên thì cái kia tối đi, giống như thực sự có người nào đó bước vào vậy. Nhưng ông giám đốc không nhìn thấy gì cả. Sau đó, ông hít vào một hơi lạnh, thấy trên nền đá cẩm thạch một thanh kiếm đồng xanh đột ngột xuất hiện trong bóng tối, hàn quang chói mắt. Ông giám đốc thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Nó giống như được ai đó nắm lấy, đứng thẳng ở đó. Lưỡi kiếm kéo trên mặt đất, thong thả tiến về phía ông. Trên thân kiếm mỏng sắc bén ấy đang không ngừng rỉ máu tươi, để lại một vệt máu tươi đỏ thẫm trên nền đá cẩm thạch. Trong đầu ông giám đốc bỗng vang lên lời dặn dò của cậu học sinh trẻ tuổi. À, lúc chú tiệm bán thứ này cho cháu có dặn dò một câu duy nhất, đó là không được để nó dính máu người. Đột nhiên ánh sáng lạnh trên thân kiếm sáng lên. Ông giám đốc cảm thấy một luồng gió ập tới, ép ông gần như quỳ trên mặt đất. Đồng thời bốn phía vang lên một tiếng động lớn. Ông giám đốc mặt mày biến sắc. Đương nhiên ông biết tiếng động đó là có nghĩa gì. Đó là tiếng chụp kính nứt vỡ. Viện bảo tàng sử dụng loại kính tiên tiến nhất, ngay cả đạn cũng không thể bắn xuyên qua. Nhưng giờ phút này lại giống như cùng bị vật nặng đập vào, tất cả vỡ ra trong nháy mắt. Do tính đàn hồi tốt nên tất cả các chụp kính đều bị rạn vỡ ra như hoa tiết, nhưng không bị rơi xuống. Nhưng chính vì thế càng khiến cho người ta không nhìn rõ tình hình bên trong chụp kính. Ông giám đốc bất lực nhìn chụp kính xung quanh trở nên trắng xóa, sau đó thần sắc thảng thốt. Ngay cả kính chịu lực cao cấp cũng trở nên như vậy, thì đồ gốm sứ ở bên trong sẽ ra sao? Ông giám đốc nghiến răng cố gắng giơ tay lên chạm vào chụp kính của chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên cạnh mình.
giống như ảo tưởng bị đập tan. Chụp kính vỡ tan ngay trên đầu ngón tay của ông. Hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ loãng xoảng rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra những âm thanh tuyệt vời. Trong khúc nhạc vui tươi, ca ngợi tự do đó, chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên tròn trắng tinh khiết lặng lẽ lộ ra trong không khí. Ông kinh ngạc không dám tin. Sau đó, dù an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù chiếc chụp kính bị vỡ nát, nhưng chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên trong lại không hề sức mẻ. Ông nhìn chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên đang phát ra thứ ánh sáng hấp dẫn lòng người dưới ánh điện, không kiềm chế được, bèn đưa tay chạm vào nó. Cảm giác quen thuộc khi được chạm vào nó một lần nữa khiến cho ông giám đốc quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Ông mỉm cười nhắm mắt lại. Thứ âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Ông giật mình mở mắt, phát hiện thấy thứ tay mình chạm vào không phải là chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, mà chính là chuôi kiếm Việt Vương. Ông giám đốc hoảng loạn một chút, rồi cảm thấy người mình nhẹ bổng, cả người bay lên. Ông kinh ngạc nhìn xuống dưới, thấy cơ thể mình vẫn đứng im tại đó. Bên cạnh là chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, trước mắt chính là thanh kiếm Việt Vương kỳ lạ. Lẽ nào đây chính là linh hồn thoát khỏi thể xác? Mình đang làm gì vậy? Ông giám đốc phát hiện thấy mình không còn sức để khống chế cơ thể nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ông mơ màng nghĩ, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Bởi ông nhìn thấy rõ ràng, cơ thể mình đang cầm kiếm Việt Vương lên, quay lưỡi kiếm lại, rồi đưa lên cổ mình không chút do dự. Động tác rất chậm nhưng vô cùng kiên định. Tất cả những chuyện này ông giám đốc nhìn từ trên cao. Cảm giác không chân thật khiến ông tưởng đang nằm mơ. Nhưng trong nội tâm sâu thẳm, ông lại tỉnh táo biết rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Ông bất chấp tất cả, muốn lao vào cơ thể mình. Sau vô số lần cố gắng, cảm giác đau nhói ở vết thương trên tay trái trở về với cơ thể, khiến ông mừng rỡ trong lòng. Thành công rồi. Nhưng khi ông mở mắt ra, thấy trước mặt mình là lưỡi kiếm sắc bén ánh hàn quang, và tay phải vẫn không hoàn toàn do ông khống chế. Mắt sắp thấy lưỡi kiếm sắc bén này sắp cướp đứt cổ họng của ông. Trong lúc ông giám đốc sắp tuyệt vọng, thì có một bàn tay có những ngón tay thon dài trắng trẻo thò ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt thanh kiếm Việt Vương mỏng manh lại. Cuối cùng, lúc này ông giám đốc mới giành lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Ông ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra khắp người, không ngừng thở hồng hộc. Tôi biết ngay là sẽ có chuyện mà. Giọng nói không rõ là giận hay vui, lạnh nhạt vọng ra từ trong bóng tối. Ông giám đốc vuốt mồ hôi trên trán. Thanh kiếm Việt Vương trong tay ông bị người ta giành mất, nhưng ông cũng không hề có ý định lấy lại. Đùa, ông không muốn trải nghiệm chuyện tự giết mình lần thứ hai. Ông giám đốc thở đều lại, mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Mặc dù muốn cảm ơn ơn cứu mạng của đối phương, nhưng ông càng muốn hỏi cho ra nhẽ, tại sao người này lại vào được viện bảo tàng đã đóng cửa lúc đêm tối như thế này. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ông liền sững sờ. Người đó đang cúi đầu nâng thanh kiếm lên tỉ mỉ ngắm nghía. Dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng triển lãm, ông giám đốc chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt của đối phương. Ông là ông sao? Không phải ông đang ở Ai Cập sao? Ông giám đốc lắp bắp hỏi. Vừa mở miệng ông mới biết giọng mình đã lạc đi. Người đó hơi nhướng mắt lên, không trả lời câu hỏi của ông, mà càng ngắm thanh kiếm Việt Vương trong tay tỉ mỉ hơn. Vốn như vô cùng lo lắng là thanh kiếm này sẽ có bất cứ sức mẻ gì.
Bây giờ ông giám đốc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mới nhận ra người đàn ông đang cầm kiếm đứng trước mặt mình trẻ trung một cách kỳ lạ, không thể nào là người ông quen trước đây. Hóa ra là chủ tiệm quả xác. Ông giám đốc thở phào, muốn đứng dậy nhưng thấy chân mình đã mềm nhũn vì sợ, nhất thời không có sức đứng lên. Ông giám đốc cũng không nhờ gã chủ tiệm giúp. Ông không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt gã trẻ tuổi này. Ngồi thì ngồi, cũng có thể nghỉ ngơi thêm được một chút. Lần này mặc dù hung hiểm lạ thường, nhưng ông đã tiếp xúc với đồ cổ nhiều năm, biết có nhiều chuyện ngay cả khoa học cũng không giải thích được. Ông cũng không mong đời này sẽ hiểu hết. Vì thế, khi đối phương im lặng, ông cũng biết điều không truy hỏi nữa. Thấy gã chủ tiệm không định nói gì, ông giám đốc liền ngồi khoanh chân, định nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây ông học được một vài chiêu dưỡng khí của một đạo sĩ, vốn muốn tu thân dưỡng tính, không ngờ bây giờ lại dùng để trấn áp cơn sợ hãi. Thanh kiếm Việt Vương này vốn là kiếm phòng thân của Câu Tiễn. Ông giám đốc vừa nhắm mắt lại thì bỗng dưng nghe thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi lên tiếng. Ông giám đốc không ngờ gã sẽ chủ động nói chuyện, cho nên kinh ngạc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên gã. Chỉ thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi đang lật ngược chuôi kiếm nhìn thanh kiếm Việt Vương kỳ lạ. Ánh sáng trên mũi kiếm thỉnh thoảng lại phản chiếu lên mặt ông, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Thực ra kiếm phòng thân của Việt Vương vốn chẳng có mấy cơ hội được dùng tới. Gã chủ tiệm ngước mắt nhìn về phía ông giám đốc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng khi liếc thấy chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên cạnh ông, hồi ức nhiều năm trước lại dâng lên trong tim, ánh mắt tự dưng cũng dịu dàng hơn. Ông giám đốc gật đầu. Vào giai đoạn xuân thu chiến quốc, ở mức độ nào đó, kiếm của các vương hầu phần nhiều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ví dụ là tượng trưng cho bá quyền, hiệu lệnh thiên hạ, hoặc tượng trưng cho thân phận, ban thưởng cho thủ hạ. Nếu thanh kiếm phòng thân của vương hầu cần phải dùng tới, tức là do hộ vệ của hắn không bảo vệ chu đáo, thì cũng sẽ là... Lẽ nào thanh kiếm này Việt Vương dùng khi tự vẫn? Ông giám đốc vội vàng tiếp lời. Kết hợp với cảnh tượng suýt chút nữa ông tự cắt ngang cổ mình lúc nãy đã khiến ông không thể không nghĩ như vậy. Có điều ông vội vã lắc đầu. Không, không đúng, Câu Tiễn không chết vì tự sát mà. Gã chủ tiệm hơi nhếch mép cười. Đúng rồi, đương nhiên là Câu Tiễn không tự sát, nhưng Văn Chủng thì có đấy. Ông giám đốc sững người, tư liệu trong đầu lập tức bật ra. Văn Chủng là nhà mưu lược nổi tiếng cuối thời Xuân Thu, là mưu thần của Câu Tiễn, cùng với Phạm Lãi đánh bại Ngô Phù Sai, lập nên chiến công hiển hách. Sau khi diệt Ngô, tự thấy công lao của hai người quá cao, Phạm Lãi sai người đưa thư cho Văn Chủng viết rằng: chim đã bay hết, cùng tốt cất đi, thỏ khôn đã chết, chó săn bị nấu. Việt Vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có thể chung hoạn nạn, chứ không thể chung vui. Sao thầy còn chưa chịu lui về? Văn Chủng không nghe. Quả nhiên không lâu sau, bị Câu Tiễn ban kiếm tự sát. Ban kiếm tự sát? Ban kiếm tự sát sao? Ông giám đốc buộc miệng. Lẽ nào đây chính là thanh kiếm năm xưa? Gã chủ tiệm nheo mắt lại, vẻ sâu xa khó đoán, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của ông. Ông đã từng nói mỗi món đồ cổ đều có sinh mệnh của mình. Điều này không sai. Thực ra không phải tôi giữ những món đồ cổ này trong tay không buông, mà là những món đồ cổ trong á xá đều có linh hồn. Ông giám đốc bám tường đứng dậy, im lặng lắng nghe. Chẳng phải ông đã từng nói đồ cổ đều có sinh mệnh sao?
Gã chủ tiệm nhướng mày, hơi cao giọng. Ông giám đốc cười gượng. Khi nói những lời này, ông không hề nghĩ những món đồ này thật sự có sinh mệnh. Gã chủ tiệm lạnh nhạt nói tiếp. Đương nhiên, tôi biết ý chúng ta nói không giống nhau. Đồ cổ mặc dù chỉ là đồ vật, nhưng chúng đã tồn tại mấy trăm, mấy ngàn năm. Mỗi món đồ đều ngưng tụ tâm huyết của người thợ, tình cảm của người dùng. Chúng mặc dù không có tư tưởng, nhưng rất nhiều món đồ có chấp niệm hoặc nguyện vọng. Giống như thanh kiếm của Việt Vương này, nguyện vọng của nó chính là bảo vệ chủ nhân của mỗi kiếp. Phàm những người bị nó đâm bị thương chắc chắn sẽ chết thảm. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng có thể coi như một lời nguyện. Ông giám đốc há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Lẽ nào cậu học sinh trẻ tuổi kia chính là chủ nhân kiếp này của kiếm Việt Vương? Nhưng sao gã chủ tiệm nhận ra được? Dựa vào cái gì để xác nhận? Gã chủ tiệm biết thắc mắc của ông giám đốc, nhưng gã cảm thấy không cần phải giải thích nhiều như vậy. Gã liền chuyển chủ đề. Tôi cũng biết đối với những cổ vật không có suy nghĩ mà nói, viện bảo tàng thường sẽ là nơi chốn cuối cùng của chúng. Nhưng những cổ vật chưa hoàn thành được chấp niệm hoặc nguyện vọng, nếu đơn giản đặt trong viện bảo tàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Không ai biết được nó sẽ gây hậu quả như thế nào, đặc biệt là khi hai món đồ xung nhau đặt ở chỗ không phù hợp sẽ càng nguy hiểm hơn. Nên nhớ, có một số đồ vật không cần bảo vệ bằng chụp kính mà cần được bảo vệ bằng đôi tay hơn. Vì thế, thanh kiếm này tôi sẽ mang về. Ông giám đốc buồn bã cúi đầu, bất kể những lời gã nói là thật hay giả. Ông biết là sau khi trải qua chuyện tối nay, sau này nếu muốn lấy đồ gì từ Á Xá, chắc chắn ông phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Gã chủ tiệm khẽ thở dài, không nói thêm lời gì nữa. Những món đồ trong cửa tiệm của gã đều là những cổ vật mang chấp niệm. Ví dụ tấm gương cổ nhà Hán, vì muốn chủ nhân có thể gặp được nữ tử trong lòng mình, đã lặng lẽ nằm trong hộp 2000 năm. Mặc dù cuối cùng bị nứt, nhưng vọng để hai người có tình gặp lại được nhau, hoàn thành tâm nguyện. Còn chiếc vòng tay Hương Phi cho đến nay vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của nó, cũng như ngọn nến đã cháy mấy trăm năm ấy cho đến bây giờ vẫn âm thầm rơi lệ. Đương nhiên, những món đồ cổ này khi đã hoàn thành được tâm nguyện, nếu vẫn còn giữ nguyên hình dạng hoàn chỉnh, gã sẽ quyên góp cho viện bảo tàng. Và trên thực tế, mấy năm qua gã đã nặc danh quyên góp rất nhiều món đồ rồi. Chỉ là những việc này gã cho rằng mình không cần giải thích với ai. Trước nay gã luôn làm theo ý mình, tối nay lại nói nhiều với người này như vậy, cũng là vì nể tình nghĩa trước đây, vốn đã là chuyện hiếm có lắm rồi. Ông giám đốc thấy gã quay người định đi, đột nhiên cảm thấy bất an, vội vã hỏi. Cậu cầm thanh kiếm này đi thì cũng được, nhưng sau này liệu nó có... Ông định hỏi rằng sau này liệu nó có tới lấy mạng ông nữa hay không, nhưng thực sự lời này quá hoang đường. Dù ông đã sống trên đời này bao nhiêu năm và cũng đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng không thể mặt dày để hỏi câu này. Trong lúc ông chần chừ, gã chủ tiệm đã quay người định rời khỏi đây. Con rồng đỏ sau lưng áo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ông giám đốc, khiến cho ông sững lại. Người ấy nhiều năm trước trên người cũng có một con rồng đỏ thẫm như thế này. Đầu của ông ong ong, cũng không biết làm sao, bỗng dưng nhớ lại lúc ông đẩy cửa bước vào Á Sáng, người ấy đã nói với ông một câu. Rốt cuộc là câu gì? Tại sao ông không thể nhớ ra? Con rồng đỏ dần khuất trong bóng đêm, nhè nanh múa vuốt như đang sống. Lúc này trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ. Yên tâm, thanh kiếm Việt Vương này có bao kiếm.
Đương nhiên ông giám đốc không biết nếu thanh kiếm Việt Vương này được đúc trở lại trong bao kiếm, nó sẽ phải ngủ sâu thêm mấy trăm năm nữa. Ông chỉ biết là ông đã nhớ ra rồi. Hôm đó, sau khi ông đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa của Á Xá bước vào trong, người ấy sững lại một hồi, mỉm cười nói với ông: "Đã lâu không gặp." Ông giám đốc đứng trong bóng tối rất lâu, cuối cùng đã có sức để di chuyển, tìm được chiếc ba ton trong góc phòng. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trong phòng triển lãm không có chụp kính nào bị vỡ, không có dấu tay máu in trên chụp kính của chiếc bình sứ thanh hoa nhà Nguyên, cũng không có vết máu trên nền đá cẩm thạch. Thậm chí ngay cả trong chiếc tủ bảo hiểm của phòng giám định, chiếc trám gấm đựng kiếm Việt Vương cũng không còn nữa. Ông giám đốc vẫn không từ bỏ, đi tới phòng giám sát, thấy bảo vệ trực ban đang ngủ gục bất tỉnh một cách lạ thường. Ông cũng không vội đánh thức bảo vệ dậy, mà một mình mở file ghi hình tối nay ra. Nhưng phát hiện camera không hề ghi lại những chuyện ông đã trải qua tối nay. Không có dấu tay máu, không có kiếm Việt Vương, càng không có gã chủ tiệm bỗng dưng xuất hiện. Trong những hình ảnh không có âm thanh ấy, chỉ có một mình ông điên loạn diễn kịch câm. Nhưng ông giám đốc biết tất cả những chuyện đó đã thực sự xảy ra, bởi vì trên tay trái của ông, ở vết thương chưa được xử lý ấy, máu tươi vẫn đang rỉ ra. Hết chương 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Tìm đồ cổ Á Xá phần tiếp theo vào 21 giờ các ngày thứ 5 hàng tuần. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.